Xin chào các bạn, mình là Khánh Tường. Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với Đi Đu Đi Đâu. Và ngày hôm nay thì Khánh Tường sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta đi khám phá Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Và vẫn là một địa điểm check-in sống ảo và một địa điểm ăn uống. Và đó là địa điểm nào? Xin mời các bạn hãy cùng theo chân Khánh Tường để đi khám phá nha. Let's go! Bây giờ thì Khánh Tường đang đi trên một con đường đầy nắng và gió và có cả cát bụi nữa tại vì giữa trưa, và để tìm một món ăn để giới thiệu với các bạn. Và theo như Khánh Tường được giới thiệu thì đây là món xôi xá bấu. Nhưng mà khi đến gần cửa tiệm rồi thì Khánh Tường thấy trên cửa tiệm lại để là xôi sói báo. Mà không biết xá bấu và sói báo nó khác nhau như thế nào, thì bây giờ mời các bạn cùng với Khánh Tường vào bên trong để tìm hiểu xem nó có phải là một hay không các bạn ha. Dạ con chào chú ạ. Dạ. Ở đây là mình bán xôi sói báo. Nhưng mà sao bạn con giới thiệu thì là xôi xá bấu, thì nó có khác nhau không chú? Thì cũng một thứ thôi. Cũng một thứ thôi. Ừ. Dạ, cái này là chắc là của món ăn đặc trưng của người Tàu đúng không? Của người Tàu đúng, dạ. Rồi. Con thấy là có rất là nhiều loại. Cái này chú cái giới thiệu sơ cho con. Chiên. Cái này là khoai lang chiên thường thôi. Còn cái hai cái này khác nhau sao chú? Khác nhau. Cái này là củ cải, cái này là khoai môn. À, củ cải, khoai môn. Đúng rồi. Cùng với bột. À, cùng cái bột, nhưng dạ. Mà nó khác mùi. Dạ, hai cái mùi khác nhau. À, còn cái xôi mà sói báo của mình đó là cái nào chú? Là trên này đúng không? Đúng rồi. Cái này thì con thấy là có đậu, là đậu gì hả chú? Cái đó không phải đậu, cái đó là tôm khô. À, trộn chung với tôm khô. Trộn chung với tôm khô, ăn với sói báo. À, sói báo, sói báo là củ cải. Củ cải mặn. Dạ. Cái đặc sản chính là sói báu, hay còn gọi là sói báo, hay còn gọi là xá báu nha các bạn. Là củ cải mặn của mình bầm ra, và chú xác nhận là một thứ thôi, chỉ khác nhau về tên gọi, người này gọi khác, người kia gọi khác thôi. À, đúng rồi. Dạ. À, chắc là chú cho con một phần xôi xá báu nha. Dạ. Ở đây mình bán bao nhiêu năm rồi chú? Bán cũng 30 mấy năm rồi. Là thường mình bán một phần như vậy là bao nhiêu chú? 10.000. Một phần 10.000. Còn ở dưới này cũng vậy. Ở dưới là 12.000 cục. 12.000 một cục. Tại vì thịt nó lên đó, hồi đó là có 10.000 cục rồi. À. Thường thì chú sẽ mở cửa vào khoảng mấy giờ đến mấy giờ? Là 11:30. 11:30 trưa. Đến khi nào hết thì thôi. Tôi đi. Khi cũng 3 giờ, 4 giờ hết cũng được. Dạ. Con thấy là hình như người ta cũng tới để mua mang đi nhiều hết chứ. Mang đi về không à? Đa số. Dạ. Khánh Tường đã gọi một dĩa xôi sói báo, hay còn gọi là xôi xá bấu. Rồi, trên tay Khánh Tường là một dĩa xôi sói báo, xá bấu nha các bạn. Ở đây thì những thành phần là đầu tiên là có xôi, thì đương nhiên là nấu bằng nếp rồi. Và có trộn ở trong đó là tôm khô. Sau đó thì đơn giản thôi, chú chỉ rắc lên một lớp đậu phộng. À, không biết là hương vị của nó như thế nào, nhưng mà bây giờ thì rất là thơm. Thơm vừa mùi mùi nếp, mùi xôi nè, mùi đậu nữa. Khánh Tường sẽ thử xem là mùi vị như thế nào các bạn nha. Bình thường á, thì vào buổi trưa Khánh Tường sẽ ít lựa chọn món ăn xôi. Tại vì nó sẽ hơi khô một tí xíu, ăn sẽ khô họng. Nhưng mà với món xôi này thì rất là đặc biệt. Không nhão mà cũng không quá khô. Tức là nó vừa ăn cảm thấy rất là vừa miệng. Cái đậu phộng này hình như là chỉ là đậu phộng đơn thuần thôi, không có một cái gia vị gì khác hết, cho nên không khiến chúng ta bị ngán. Mọi thứ rất là vừa miệng luôn. Và cái xôi, cái bột nếp á, thì cái nếp á, thì nó có cái độ mặn mặn tại vì có tôm khô trộn vào trong đó. À, cái độ mặn. Rồi xôi thì được nấu rất là vừa, không bị nhão, không bị khô. Cộng thêm cái vị béo béo, bùi bùi của đậu phộng rang nữa. Rất là vừa ăn. Bây giờ Khánh Tường sẽ tạm ngưng lại món xôi để ăn thử cái món bánh khoai lang. Do là MC quá dễ thương, lặn lội đường xá xa xôi đến đây, cho nên là chú bán dĩa xôi, xong chú tặng thêm một dĩa nữa, đó chính là bánh khoai lang. Nhìn vào thì Khánh Tường cái chắc là nhiều bạn sẽ đoán đây là bánh khoai mì, tại vì nó giống bánh khoai mì hơn. Ở đây là cái điều đặc biệt, cái món mà khoai lang chiên này Khánh Tường thấy là bán rất là nhiều ở Sài Gòn luôn, mà đặc biệt là khu Khánh Tường ở là ở khu vực Bình Thạnh, nó có rất là nhiều. Nhưng mà cái hình dạng như thế này là chưa bao giờ có. Và thường thì khoai lang chỉ là người ta sắc miếng ra và lăn bột để chiên thôi. Còn đằng này là làm công phu hơn rất là nhiều. Phải bầm nhuyễn nó ra,
rồi xong đánh nó lên, rồi xong vo thành viên và trộn với bột. Rất là công phu để có được chiếc bánh hoa đăng như thế này. Và chú nói là không chỉ ở Sài Gòn đâu, và ở nhiều tỉnh thành khác luôn cũng vậy, chưa có nơi nào có cái món đặc sản này nha các bạn. Bây giờ là không chần chừ gì nữa, Thanh Tường sẽ ăn thử để cho các bạn biết cảm nhận về hương vị của nó nha. Thanh Tường có cảm giác là giống như là mình đang ăn bánh khoai mỡ đó các bạn. Bánh khoai mỡ màu tím tím. Thì cái cách thức làm chắc là tương tự như vậy, nhưng đây hoàn toàn là khoai lang. Và chú Năm nói là khoai lang và khoai mỡ thì cái cách chế biến nó khác nhau rất là nhiều. Tại vì khoai mỡ thì nó có cái độ dai và mình sẽ dễ làm hơn, nó sẽ dễ quánh thành viên hơn. Còn khoai lang thì nó mềm hơn, khi mà đánh nhuyễn ra rồi thì nó rất là khó để có thể vo thành viên được. Đấy, cho nên cũng có một cái bí quyết gì đó để có thể tạo hình nó như thế này. Hương vị đặc trưng của khoai lang rất là ngọt, bên ngoài thì bột giòn vừa phải. Cái này Khánh Tường nghĩ là để chiên được như thế này cũng là cả một nghệ thuật, để làm sao cho nó vừa chín bên trong vừa chín bên ngoài, và nó cái màu nó vàng vừa như vậy chứ không có bị quá khét. Thế tôi nghĩ là mình có thể ăn cùng một lúc chắc khoảng 10 viên các bạn. Rồi, bây giờ Khánh Tường sẽ quay trở lại với món xôi. Pizza Home lúc nãy giờ là đem ra thấy hấp dẫn quá nên ăn luôn. Khánh Tường quên mất là bên cạnh mình có hai loại gia vị, đó chính là tương ớt và nước tương. Nói chung lúc nãy là cũng đã vừa ăn rồi, nhưng mà nếu mà các bạn muốn cho nó đậm đà hơn nữa thì mình có thể thử. Tương ớt cũng là một trong những loại gia vị Khánh Tường rất là thích, cho nên là mình có thể thêm vào thử ha. Rồi, kế đến là nước tương. Mình cũng sẽ thử thêm một ít nước tương vào cho nó xem nó như thế nào ha. Rõ ràng là khi có tương ớt và nước tương vào thì nó đậm đà hơn rất là nhiều. Với khẩu vị của Khánh Tường thì Khánh Tường sẽ lựa chọn là xôi và mình để thêm tương ớt cho cay cay thôi, chứ mình sẽ không thêm nước tương. Còn nếu mà các bạn nào ăn mặn hơn một tí thì mình có thể thêm nước tương vào. Wow. Cảm ơn anh. Đây là hai món đặc sản nữa trong quán của chú Năm, đó chính là bánh củ cải trắng và bánh khoai môn. Nói chung là đều làm nguyên liệu chính là bột, nhưng mà cái mùi vị thì khác nhau nha các bạn. Và đặc biệt hai cái loại bánh bột này sẽ ăn với một loại nước chấm, nước dùng kèm theo, nhưng mà là nước dùng do chính chú Năm chế biến dành riêng cho món này luôn. Rồi, mình sẽ cho nước chấm vào. Và theo như chú Năm gợi ý thì mình nên để nhiều nước chấm một tí xíu để cho nó vừa phủ lên hết chiếc bánh, nó sẽ ngon hơn. Mình ăn bánh có mùi của củ cải trắng trước. Hương vị đầu tiên mà Khánh Tường cảm nhận được đó là mùi của củ cải trắng, nhưng mà nó không quá nồng. Thường thì củ cải trắng nó sẽ cho mình cái cảm giác nó hơi bị nồng cay một tí, nhưng mà này rất là vừa phải. Và đúng như lời khuyên của chú Năm là mình phải để nhiều nước chấm một tí xíu, tại vì nước chấm không có bị mặn, rất là vừa. Cho nên là tại vì cái bánh của mình á là nó chỉ là bột và có mùi của củ cải trắng, nó lạc cùng với đậu phộng nữa, cho nên nếu mà có cái nước chấm này vào thì nó rất là vừa ăn. Nước chấm này thì do là chú tự chế biến luôn cho nên nó rất là vừa ăn, không bị mặn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử sang chiếc bánh có vị khoai môn. Màu sắc nó cũng khác nhau rõ ràng nha các bạn. Bên đây là màu trắng của củ cải trắng, mà bên khoai môn có màu hơi tím tím một tí xíu. Và cái bánh mà hương vị khoai môn á, nó béo hơn một tí xíu. Đúng là từng nguyên liệu nó đều phát huy tác dụng của nó các bạn ạ. Nguyên liệu chính là bột khoai môn, và nó sẽ rất là thiếu sót nếu như mà không có đậu phộng, và sẽ không ngon luôn nếu như mà không có nước chấm do chính tay chú Năm chế biến cho cái món ăn này. Các bạn ơi, bây giờ thì Khánh Tường đang đứng ở bên cạnh chú Năm là chủ quán của quán xôi Xá Bấu, cho nên là đã hơn 30 năm rồi chú làm nghề này. Và chú chia sẻ là nếu như mà tính từ thời
là mẹ của chú bán món này thì cũng đã hơn 60 năm rồi đúng không chú? Dạ, hơn 60 năm rồi. Và chú cũng có chia sẻ một câu chuyện là hiện tại thì do là làm nghề của mình cũng rất là cực, cho nên là con của chú cũng chưa có ý định là sẽ nối nghiệp. Nhưng mà con vẫn mong rằng là sẽ có người nối nghiệp của chú để tiếp tục bán cái món ăn này, tại vì nó rất là ngon, rất là đặc biệt. Và con chúc chú là sẽ thật là nhiều sức khỏe và mua may bán đắt nha chú. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Các bạn thân mến, và trong số phát sóng ngày hôm nay của Đi Đu Đi Đâu thì Khánh Tường cùng với tất cả các bạn chúng ta đã được thưởng thức món xôi xá bấu tại quán của chú Năm. Nếu như mà các bạn có địa điểm nào mình đã từng trải nghiệm rồi ở tại các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn nhớ chia sẻ với tụi mình nha. Còn bây giờ thì Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại.